Cầm em chim sáo á, hay là muốn cầm một em chim mà nó không dễ dụ nhiều á, bạn cầm vừa chân vừa đuôi vừa cánh luôn, thì một phát một là con chim mình nó sẽ không không còn dễ dụ. Đương nhiên là các bạn cầm nhẹ nhẹ thôi nha, cầm mạnh quá là con chim nó sẽ ngạt thở nó chết luôn.